Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay á mình quay để công tác kiểm tra vườn và thăm vườn của chú Thắng ở xã Hòa Đông, huyện Cà Rông Bách, tỉnh Đắk Lắk á. Thì nhà chú ở km số 15. Thì hôm nay mình có đi quay và kiểm tra vườn, thì cái clip hôm trước mình quay hỗ trợ bà con nông dân á, thì cách đây khoảng cỡ tầm gần một tháng á, thì mình có qua bên vườn của chú Thắng và quay lại cái clip mà hướng dẫn chú về công tác là phun thuốc dưỡng hoa, đậu hoa trên cây bơ bút. Thì hôm nay mình quay lại kiểm tra vườn thì cũng là ngay cái bơ này, hôm trước mình cũng quay bà con xem á. Thì mình cũng nói là chú trồng có bơ bút và bơ không, bơ chùm 10. Thì hôm nay mình thăm vườn toàn bộ là những cây bơ bút của chú Thắng. Thì đây là vườn bơ mà mình hướng dẫn chú Thắng phun thuốc. Và cái tỷ lệ xả nhị đậu trái đạt tới 80-90%, là tỷ lệ đậu trái rất là cao. Thì chú đã làm theo quy trình ở bên trái cây theo mùa lắc. Thì đây là mình quay kiểm tra bà con xem. Thì mình sẽ quay rất là nhiều tất cả cây ở trong vườn của chú để cho bà con nông dân ta xem. Thì bắt đầu là cái giai đoạn này là giai đoạn rất là quan trọng. Thì với những bà con nông dân chúng ta, thì vườn chú Thắng này chú làm theo quy trình, thì tất cả giai đoạn là từ phun thuốc cho thế nào á, phun bây giờ nào thì chú làm theo quy trình, nên tỷ lệ đậu của vườn của chú rất là cao. Mình sẽ quay bà con xem á, xả nhị đậu rất là cao, bây giờ đã đen hoa hết rồi. Thì cái công tác này là công tác rất là quan trọng, nó chiếm tỷ lệ là gần như là 30-40% trong giai đoạn hình thành trái. Trong giai đoạn này bà con chúng ta phải chú trọng, như mình nói clip 21 rồi đó, phun thuốc như thế nào cho hiệu quả và những loại thuốc nào chúng ta điều tiết. Thì giai đoạn này rất là cần dinh dưỡng rất là nhiều, chung vi lượng rất là nhiều và canxi để cho cuốn dai và chống teo cuốn hoa giai đoạn này. Thì chú Thắng cũng rất là vui khi mà thấy cái sản lượng hoa trái đậu xanh rất là nhiều. Nhưng cái này bà con chúng ta hãy vui mừng được có 20% thôi nha. Cái quan trọng nhất là trái từ cái hạt đậu xanh nó lớn lên tầm tới viên bi và cái trứng gà, thì cái khả năng thành công của bà con mới chiếm được có 70-80%. Và cái giai đoạn cuối cùng đó là trái hình thành lụa đen và gần bằng cái ly đó, thì cái đó là cái thành công hết hoàn toàn của bà con nông dân chúng ta. Thì bà con những vườn mà đã rơi vào vườn hợp xả nhị đầu tiên này á, thì bà con chú trọng tập trung vào phun canxi và chung vi lượng cho mình để cho cuốn hoa nó dài đi. Thì công tác này mình chỉ qua thăm vườn thôi. Thì toàn bộ vườn này chú có 100 gốc đó. Mình trước mình nói bà con sơ qua, những gốc này hầu như cây nào cũng đậu. Trong vườn là cây nào cũng đậu, chỉ sót lại một số cây là không có phun thuốc thì nó gặp thời tiết mưa thì nó đã rụng hết rồi. Đó là những cây mà chú Thắng kêu là không có phun thuốc nó đã rụng hết. Còn lại những cây mà phun thuốc có tỷ lệ đậu rất là cao. Những cây mà teo cuốn hoa này bà con chú ý giai đoạn này nha. Chúng ta cảm nhận vườn chúng ta một cây teo khoảng 60-70% thì bà con tiến hành phun thuốc đi, không thể đợi được đâu. Vì giai đoạn này nếu bà con đợi nữa thì những cái hoa này sẽ teo hết, nó teo và rụng hết. Cái đó là mình nhắc nhở cho bà con chúng ta để bà con chú trọng vào công việc này, phun thuốc cho nó kịp thời nha. Nếu chúng ta bỏ qua giai đoạn này luôn đi á, thì cái hoa chúng ta sẽ teo và rụng hết đi, thì lúc đó sẽ cái lượng trái sẽ giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà con phải chú trọng giai đoạn này đó, đó là mình hướng dẫn cụ thể, rất là cụ thể cho bà con chúng ta rồi đó. Thì vườn này chú Thắng cũng chia sẻ là tỷ lệ đọt nó phát cũng rất là mạnh á, cây nào cũng phát rất là mạnh, nhưng mà chúng ta cung cấp dinh dưỡng đủ trong vi lượng ở trên hoa và lá lúc phân tầng á, thì hai cái nó cùng vàng một lúc. Thì đó là với những vườn mà phun thuốc kịp thời như mình hướng dẫn cho bà con á, thì cái tỷ lệ mà đầu trái phát đọt nó rụng rất là ít, nên đó bà con có thể chúng ta có những phương pháp khắc phục nhau. Còn vấn đề mà phun thuốc chặn đọt á, một số bà con nông dân chúng ta đã phun thuốc mà tự phun á, thì nó xảy ra một số tình trạng như là hoa rụng hết chỉ còn mỗi cái trà không á. Thì cái đó mình nhắc nhở là bà con, những bà con là chưa phun á, thì nên xem lại cái tình hình. Vì mình cũng khuyên bà con là tùy vào trường hợp mình cho phun chặn đọt, và có những trường hợp mình không cho phun luôn, vì trong giai đoạn này rất là nhạy cảm. Mình vẫn nói ở clip số 21 rồi, clip này mình chỉ nhắc lại thôi bà con á. Công tác chính của cái vườn này vẫn là tập trung vào công tác xả nhị. Toàn bộ cái vườn này của chú Thắng á, là mình thăm vườn là cây nào cũng đậu rất là nhiều. Thì qua công tác năm nay á, sau cái đợt mưa vào ngày 14-15 á, thì cái tỷ lệ mà bà con chúng ta khắc phôi phục được lại hầu như là trên 50% hết. Đó là mình hướng dẫn bà con đi thăm vườn thì vườn nào thấy tỷ lệ xả nhị đậu rất là cao, cái đó mình rất là mừng và vui cho bà con chúng ta. Thì cái giai đoạn này á, thì bà con ráng cố phun thuốc và điều tiết dinh dưỡng và
tưới nước cho hợp lý nữa để cho tình hình nó đậu cho nó đạt luôn ý muốn của bà con nông dân chúng ta. Mình nhắc lại là về cái độ ẩm nha, bà con giữ ẩm vừa phải nha, 50-60% thôi, không nên tưới quá nhiều nước. Nếu tưới quá nhiều nó sẽ rụng á. Mình luôn luôn nhắc ở cái độ ẩm này để bà con chú trọng nha. Một số bà con nông dân chúng ta tưới quá nhiều nước nó dẫn đến tình trạng trái bạn học xanh nó rụng rất là nhiều, thì lúc đó chúng ta khắc phục sẽ không có kịp. Đó là mình khuyên cho bà con chúng ta. Còn clip này á, thì mình chỉ quay công tác thăm vườn của nông dân chúng ta. Thì đây công tác đang đi thăm vườn của mình, thì hôm nay mình cũng ghi lại bà con xem ngày 30 tháng 3 2018 đó. Thì khoảng còn đúng 4 đến 5 ngày nữa thôi thì công tác xã nhị đợt 1 sẽ hoàn toàn và kết thúc. Vậy trong đó mình sẽ hướng dẫn tập trung cho bà con về công tác nuôi trái từ hạt đậu xanh tới viên bi, để con ta nắm rõ được cái kiến thức về cái chăm sóc cây bơ búp. Thật sự là năm 2018 này là thời tiết rất là khó với bà con nông dân chúng ta, nhưng mình sẽ hướng dẫn hỗ trợ bà con hết mình về công tác này. Thì đây mình cũng đi quay hết. Thì chú Thắng cũng chia sẻ là chú chỉ mong sao những cái cây gần nhà nó đẹp nhất thôi, những cây gần nhà tỷ lệ đậu trái nó cao là được rồi. Thì chú thích ra trước nhà chú ngắm thôi, nên là mình cũng xem và hướng dẫn bà con xem á. Thì những cái cây trước nhà này tỷ lệ đậu trái rất là nhiều, trái và bằng viên bi cũng rất là nhiều á. Vì thời tiết nó hơi nắng nên mình quay không có rõ. Thì đây những cái chùm bông á, mình cũng hướng dẫn cho chú Thắng là chú tưởng là không có đậu vì những cái cuốn hoa teo kìa, thật chất là trái hết trong đó. Bà con nghĩ chúng ta rụng hết, nhưng mà nhìn kỹ chúng ta mới thấy được cái trái hạt đậu xanh này. Có những cái vườn bơ á, là trái hạt đậu xanh á, nó lú hết trong, chúng ta không thể thấy được. Mà khi chúng ta đợi trái lớn bằng viên bi á, chúng ta mới thấy được cái trái. Thì bà con chú trọng cho mình là giai đoạn này là cổ xích cái chích rất là nhiều trong vườn. Nếu bà con trồng riêng bơ thì chúng ta có thể treo thuốc sâu hoặc phun thuốc nhúng màng. Thì phun thuốc cái này bà con phun đúng liều lượng, mình nhắc lại là phun thuốc đúng liều lượng, đừng phun quá liều chẳng đến tình trạng nóng sẽ dẫn đến tình trạng là rụng cuốn hoa, rụng hoa luôn, chúng ta khắc phục không có kịp. Thì nhiều bà con chúng ta có rất nhiều cái trường hợp chúng ta làm vô tình sai kỹ thuật đã dẫn đến tình trạng mà rụng hoa, rụng cuốn rất là nhiều, nên cái tình trạng khắc phục rất là khó. Thì đây mình cũng quay hết vườn này. Thì một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video bên trái cây thương vụ Lắc để mình khắc phục cho bà con. Xin cảm ơn bà con ạ.